Kính chào quý thính giả, Hương Nghi xin kính chúc quý thính giả gần xa một năm mới bính thân an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Ok, Phương Bảo Nghi kính chúc quý thính hữu và thính giả năm mới bính thân tiền vô như nước, sức khỏe tràn trề, gia đình mạnh khỏe, làm ăn phát tài. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân, Ok Thanh Vân mến chúc quý khán giả xa gần vạn sự như ý, làm ăn khá giả, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Ok Phụng Hoàng mến chúc quý khán giả một năm mới Bính Thân 2016, vạn sự cát tường, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát đạt, tiền vô như nước, sức khỏe tràn trề. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ hai tuần sau ngày 15 tháng 2 nhằm mùng 9 Tết. Trước thềm năm mới, kính chúc toàn thể quý vị, quý bằng hữu gần xa, những người cùng chí hướng nhiều an lành, vạn sự cát tường. Nguyện cầu cho dân Việt sớm thoát ách cộng sản, muôn dân được ấm no, sớm có dân chủ và nhân quyền. Sau đây, xin được gửi đến tất cả dòng tâm sự đêm xuân của Bảo Phán qua nhan đề chỉ vỏn vẹn một chữ Tết. Tối giao thừa, Las Vegas thật lạnh. Ngoài khung cửa sổ, gió thổi phần phật như muốn đập vỡ những mảnh kính mỏng manh. Vẫn như mọi năm, căn nhà hắn vắng vẻ điều hiu. Hơn 20 năm tha phương trên đất khách, hắn chưa từng về quê hương, chỉ một lần về thăm lại miền cát trắng Nha Trang, nơi mà hắn đã có một thời tuổi thơ hồn nhiên, đùa nghịch với những ngọn sóng biển, chân tay luôn dính đầy cát vì tinh nghịch với những chú còng, chú ốc. Tiếng của người em trai ho trên lầu khiến hắn trở về với thực tại. Tự dưng mấy bữa rày, nó bị cảm liên tục. Trên bàn ăn là hai dĩa gà chiên mẹ hắn đã làm sẵn trước khi sang Cali đón Tết và xem diễn hành, coi văn nghệ tại chùa Điều Ngự. Trên bàn thờ Phật được trưng hai bó hoa thật lớn và thật tươi, lung linh dưới ngọn đèn nho nhỏ. Hắn chợt cảm thấy căn nhà nhỏ trở nên thênh thang trống trải, vì không một tiếng nói, không một tiếng động. Hắn đang ở dưới lầu đọc sách trong thầm lặng. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng ho khe khẽ của thằng em, chen lẫn với tiếng trở mình khó ngủ của nó. Trời càng về khuya càng lạnh, cơn đói tự nhiên chợt đến. Nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm. Hắn khoác vội chiếc áo ấm, có nón, xuống gara, lái nhanh xe đến tiệm bánh mì Lee Sandwich. Ngoài đường, xe cộ vẫn đông, dưới ánh đèn màu muôn vẻ chói lọi, vẫn rất Las Vegas. Vào tiệm bánh, hắn mua hai ổ bánh mì đặc biệt và nhanh chân quay ra cửa, rất vội vàng, như thời giờ sắp điểm. Las Vegas quả là một thành phố có 102 trên thế giới này. Bạn có thể hầu như mua và ăn bất cứ thứ gì, bất cứ giờ nào, dầu là nửa đêm hay tờ mờ sáng. Vừa định mở cửa xe thì hắn nghe tiếng rên rỉ của một cụ già người Mỹ vô gia cư, ngồi cuộn tròn gần một chiếc shopping cart với hàng đống chai lọ lỉnh kỉnh cùng nhiều loại mền vá chấp đủ loại quấn quanh ngang người. Ông ta thều thào nhìn về phía hắn và đưa tấm bảng hiệu viết bằng tiếng Mỹ: Homeless needs a beer. Hắn nhướng mày đăm chiêu. Trời lạnh như thế mà ông lão ngồi chơ vơ như linh hồn tượng đá, không ngỏ một lời than van hay xin xỏ gì, mày chỉ đưa bảng hiệu Homeless. Cạnh đó một nhóm thanh niên trẻ cười nói ồn ào, có lẽ là từ Cali đến. Ôm nào là bánh mì, cà phê, chè, chạy vội ra chiếc van đậu phía bên kia ông lão.
có lẽ mang về khách sạn để chuẩn bị đón giao thừa. Hắn chăm chú nhìn ông lão rồi nói, I don't have a beer. Và trao vội cho ông lão hai ổ bánh mì nóng. Here you go. Happy New Year. Không đợi ông lão trả lời, hắn bước vội lên xe và lái thẳng về nhà. Gió thổi từng cơn của sa mạc vỗ vào kính xe. Trời hình như bắt đầu u ám và có gió mạnh. Về nhà, hắn quăng vội chùm chìa khóa lên bàn làm việc. Thằng em trai giờ này đã ngủ. Hắn nằm xuống sofa đắp mền và bật máy sưởi tay. Hắn thầm nghĩ, có lẽ mình cũng cần một chai bia. Gió đêm giao thừa ở sa mạc càng ngày càng mạnh. Ngày mai là mùng 1 Tết, năm mới đang trước thềm. Lại một năm feel back xa xứ.